Hồ Văn Cường xác nhận đã nhận được tiền cát xê dừng hợp tác với công ty của cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi Phi Nhung qua đời, quản lý của cố ca sĩ đã trao trả lại toàn bộ tiền cát xê đi hát 5 năm của Hồ Văn Cường. Mới đây, trên trang fanpage của ca sĩ, Hồ Văn Cường chia sẻ đã nhận được tiền cát xê 5 năm đi hát của mình. Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Dạ con xin chào quý khán giả, cô chú, anh chị và các bạn. Phải đến tận hôm nay con mới sắp xếp được thời gian để xin được nói một vài lời về việc giữa con và mẹ Nhung mà dạo này gần đây mọi người luôn nhắc đến. Thật sự bản thân con chưa bao giờ muốn vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm hai mẹ con cả. Hôm nay, con chính thức lên tiếng về vấn đề của con trong thời gian qua. Trước tiên, con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã giữ im lặng trong một thời gian dài, nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập, con cảm thấy rất áp lực nên con lựa chọn cách im lặng vì nếu nói lên con không biết phải nói thế nào cho phải. Con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm. Con xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị thời gian qua đã quan tâm đến câu chuyện và cuộc sống của con. Những chuyện không hay xảy ra khiến cuộc sống của con xáo trộn rất nhiều, có người thương, người ghét nhưng con cũng đã đủ lớn để hiểu là một người của công chúng còn phải biết chấp nhận. Con sẽ luôn trân trọng tình thương của mọi người đã dành cho con và con hứa sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Con cũng có đôi lời xin gửi đến cô Phương Hằng. Con xin ghi nhận và cảm ơn thiện chí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con. Hôm nay con xin được đính chính, con không nhờ ai, con cũng không liên hệ anh NHK và chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy. Con mong mọi người không hiểu sai rằng con tìm nhờ anh NHK như lời anh ấy nói với cô Phương Hằng. Và con cũng xin thông báo phía bên công ty cũng đã giải quyết cho gia đình con. Ngày hôm nay con đã nhận được tiền cát xê 5 năm qua nên con mong muốn mọi lùm xùm sẽ chấm dứt tại đây. Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm đã nâng đỡ. Việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới. Con cũng có những điều dang dở chưa kịp nói với mẹ. Con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội, nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con. Mọi chuyện đã được giải quyết, con mong mọi người sẽ thôi thắc mắc về vấn đề này, để những chuyện buồn sẽ qua đi và hãy để mẹ có thể an nghỉ nơi xa. Bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa. Thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi trau dồi nhiều hơn đam mê của mình. Và điều con mong muốn ở bản thân là con sẽ tự lập và cố gắng nhiều hơn nữa để việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại. Hiện Facebook cá nhân, fanpage và YouTube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty nên con xin được gửi trả lại. Con sẽ thông báo cho mọi người khi con có Facebook và fanpage mới. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ con. Con xin cảm ơn mọi người. Sau ồn ào chuyện cắt xê giữa cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường, hôm nay quản lý ca sĩ Phi Nhung đã trao trả toàn bộ tiền đi hát cho nam ca sĩ. Phía ca sĩ Hồ Văn Cường và công ty quản lý không tiết lộ số tiền là bao nhiêu. Tuy nhiên, phía công ty của cố ca sĩ Phi Nhung cũng đã trao thêm 500 triệu đồng cho Hồ Văn Cường. Được biết, đây là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng khi còn sống. Ngoài ra, số tiền 200 triệu tiền thưởng, số tiền thực tế là 180 triệu đồng sau khi trừ thuế từ giải quán quân cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016 do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải. Sau khi nhận lại khoản tiền của mình, gia đình Hồ Văn Cường cũng bắt đầu cuộc sống tự lập, không sống chung nhà của Phi Nhung như trước đây. Trước đây, cố ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi quán quân Việt Nam Idol 2016 Hồ Văn Cường, giọng ca bông điên điển cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn và năng khiếu ca hát của Hồ Văn Cường.